Hòa xin kính chào quý vị anh chị nhé, quý nhà đầu tư. Và hôm nay em Hòa tiếp tục đi săn cho quý vị anh chị chúng ta được một sản phẩm, một lô đất có địa chỉ tại xã Gia Vê, huyện Chư Bờ Rông, tỉnh Gia Lai. Và sản phẩm của chúng ta là có tổng diện tích là 2,6 hecta là trên bìa, còn 2 sào nữa thì gia chủ sẽ làm bìa cho chúng ta, là tổng là được 2 hecta quý vị anh chị nhé, 28.000 mét vuông quý vị anh chị. Và nó bám cái mặt tiền con đường bê tông như thế này là được 170 mét, và nó theo dọc theo cái đường này thì nó sẽ lên được thổ cư, nó đi sâu vào khoảng 60-70 mét là nó phủ hồng, là nó lên được thổ cư, là nó dọc theo cái đường bê tông này quý vị anh chị nhé. Tài sản trên đất thì đã có cà phê này, cà phê tơ quý vị anh chị, cà phê tơ, sầu riêng và tiêu quý vị anh chị. Đó, vườn rất là đẹp quý vị anh chị, vườn rất là đẹp và vị trí của nó cũng khá là đẹp. Sau lưng em đây, chúng ta đi thêm khoảng hơn một cây số là chúng ta ra được một trường học cấp 1, cấp 2, rồi khu dân cư. Ở đây thì khu dân cư ở bên đường thì cũng khá là đông quý vị anh chị. Cũng có tạp hóa, quán ăn sáng, rồi quán cà phê cũng có đầy đủ hết. Ngoài này, ngay ngoài đây. Ở đây thì khu vực dân cư an ninh rất là tốt nhé quý anh chị nhé. Còn theo hướng ngược lại thì chúng ta sẽ đi về xã Gia Bia. Chúng ta đi về xã Gia Bia và đi đến đường tỉnh lộ 675 quý vị anh chị nhé. Là chúng ta đi theo đường này, là nói chung là đường thông hết, và đường này cũng ra được quốc lộ 14C. Đấy. Còn đường này thì chúng ta đi về ủy ban. Đấy. Đường ngược lại thì chúng ta đi về ủy ban xã Gia Vê, rồi đi về ngã ba Phú Mỹ và đi đến thành phố Pleiku thì nó rơi vào khoảng 40 cây số quý vị anh chị nhé, 40 cây số. Đất của chúng ta rất là vuông vắn và nó giáp suối quý vị anh chị. Đấy, trên đất đã có một căn nhà, có giếng, có điện. Đấy. Và bây giờ em sẽ vẫn đi vào cái vườn để quay chi tiết cái nguồn thu trên đất cho quý vị anh chị chúng ta nhé. Đây nha quý vị anh chị nhé. Đây, bên ngoài thì được gia chủ làm rào bằng lưới kẽm gai này. Ở ngoài thì trồng một hàng ngô như thế này. Đó. 170 mét là tiền đường bê tông. Đấy, đây chúng ta có một căn nhà dãy như thế này, cũng có đường điện ba pha này quý vị anh chị. Đây là cái sân đằng trước. Đây là trồng ngô này. Đây là cà phê tơ và tiêu, sầu riêng. Đây có nhà xe gì đây? Nhà xe gì đi vào trong này luôn này. Nhà xe Toàn Thắng à. Xe khách, nói chung là xe dịch vụ cũng đi vào đây luôn để đón khách quý vị anh chị nhé. Đây, lô đất của chúng ta là 2.500 cây cà phê tơ, hơn 2.000 trụ tiêu và 265 cây sầu riêng. Cà phê tơ này quý vị anh chị mua về được thu cà luôn nhé. Cà phê ở đây cực kỳ đẹp quý vị anh chị, cực kỳ đẹp luôn. Tiêu này, tiêu này thì năm nay thu bói này quý vị anh chị, tiêu năm nay thu bói nhá. Đây, cà phê tơ này giống mới quý vị anh chị nhá, giống mới, giống cà phê rất là sai, trái to TR4 quý vị anh chị. Đấy, sầu riêng này khoảng 265 cây sầu riêng như thế này. Sầu riêng thì khoảng 3 năm tuổi rồi quý vị anh chị, sầu riêng 3 năm tuổi rồi. Đây là cái giống cà phê này. Đây, quả nó chín là nó sẽ to như này nhé quý vị anh chị nhé. Đó, năm nay được thu bói. Còn sầu riêng thì năm sau mới được thu bói quý vị. Cây này khoảng năm thứ 3 rồi này. Rất là đẹp nhé, vườn cực kỳ đẹp luôn quý vị anh chị. Đất bằng phẳng, đất hơi có một độ triển nhẹ thôi. Đằng sau thì giáp suối. Và lô đất của mình thì tưới bằng giếng đào quý vị anh chị, giếng đào. Ở đây thì gia chủ bao hết nước quý anh chị nhé, giếng thì bao là nước luôn. Đất rất là vuông, rất là đẹp quý vị anh chị ạ. Cà phê tơ. Và em cũng xin công bố luôn với cái mức giá bán gia chủ đang mong muốn là 100 triệu một sào, có nghĩa là 2 hecta thì là 2,8 tỷ quý vị anh chị nhé. Và có thương lượng nhẹ một chút thôi thì gia chủ giá này thì gia chủ sẽ để chúng ta thu cả và bao toàn bộ thuế phí cho quý vị anh chị.
quý vị anh chị tranh thủ mua trong cái thời điểm này thì chúng ta sẽ được thu cà nhé. Cà tơ rất là đẹp. Đây quý vị anh chị này, cà rất là xanh, vườn rất là đẹp quý vị anh chị. Ở đây thì đất đây quý vị anh chị, đất đỏ nhá. Này, đây, có một số ít sầu riêng là nhỏ nhỏ như thế này thôi. Đang quay từ trên cao này, trồng rất bài bản quý vị anh chị nhá, trồng rất là bài bản luôn, theo hàng theo lối. Ba nguồn thu chính trên đất quý vị anh chị, ba nguồn thu chính. Nhìn giá cà phê năm nay rất là cao quý vị anh chị, và cái vườn này thì đẹp mê hồn, cảnh tán rất là đều và đẹp đấy. Đây năm sau còn thu mạnh nữa quý vị anh chị. Đất của chúng ta thì có hơi có một độ triển nhẹ về phía dưới suối thôi. Tiêu cũng khá đẹp quý vị anh chị, tiêu khá đẹp. Vườn sạch sẽ. Gia chủ làm rất bài bản quý vị anh chị nhá. Cái thời tiết mấy hôm nay thì thực sự quý vị anh chị là đang vào mùa mưa của Tây Nguyên, cũng như là kết hợp với áp thấp nhiệt đới nữa, nên là vườn nào cũng thế thôi quý vị anh chị, vườn nào cũng có gió quý vị anh chị ạ. Cái này rất phù hợp cho quý vị anh chị nào chúng ta mua về, chúng ta định cư sinh sống tại đây, chúng ta làm ăn ở đây, mua về là được có thu luôn. Và mặt đường thì dài quý vị anh chị, sau này chúng ta không làm hết được thì chúng ta có thể cắt ra chúng ta bán vẫn được nhé. Dưới này thì chúng ta có suối này, dưới này có suối này. Quý vị anh chị chúng ta quan tâm đến mẫu sản phẩm lô đất này thì alo ngay cho em Hòa nhé. Em Hòa sẽ tư vấn kỹ hơn cho quý vị anh chị. Và quý vị anh chị đến trực tiếp xem vườn, và em sẽ dẫn quý vị anh chị gặp trực tiếp anh chủ. Rồi chúng ta làm việc trực tiếp anh chủ luôn. Chúng ta thương lượng về giá cũng như là xem giấy tờ pháp lý nhé. Em Hòa sẽ hỗ trợ quý vị anh chị đến chở quý vị anh chị đến xem thực tế đất và gặp trực tiếp gia chủ luôn ạ. Vườn rất là đẹp quý vị anh chị, vườn làm rất là bài bản nhé. Với mức giá bán và nguồn thu như này thì em thấy cái vườn này khá là hợp lý, giá cả rất là hợp lý quý vị anh chị nhé. Chỉ có 100 triệu một sào, vị trí đẹp, mặt tiền đường dài, trên đất đã có nguồn thu. Đây, tiêu rất là xanh quý vị anh chị. Cái này mua về được thu luôn nhé quý vị anh chị nhé. Và bây giờ em Hòa cũng xin phép kết thúc video tại đây. Quý vị anh chị có quan tâm đến sản phẩm này thì alo ngay cho em nhé. Và quý vị anh chị đang xem kênh thì có yêu mến kênh thì cho em xin một like, một đăng ký và bật chuông thông báo để chúng ta có thể nhận về những video đầu tiên của kênh Nhà Đất Chúng Em nhé. Em xin chân thành cảm ơn quý vị anh chị đã luôn theo dõi kênh cũng như là quan tâm đến kênh. Em xin chân thành cảm ơn.